Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, sáng nay 27 tháng 6, lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp nhà nước tại Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa đến viếng ông Vũ Khoan. Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng. Tham gia đoàn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu vào viếng. Đi cùng đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng đoàn vào viếng. Tham gia đoàn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính và một số lãnh đạo Chính phủ do bận công tác nên gửi vòng hoa kính viếng. Viết sổ tang kính viếng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã bày tỏ niềm tiếc thương vô cùng. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp trong quá trình mở cửa hội nhập, đổi mới và phát triển đất nước. Đồng chí đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Còn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là một tấm gương tài đức vẹn toàn, đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng viết, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước, dân tộc, cho Đảng, luôn tận tâm, tận lực, là tấm gương sáng cho các thế hệ đi sau. Mãi mãi, đất nước, Đảng ghi nhớ sự đóng góp của đồng chí. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng nhấn mạnh, nguyên Phó Thủ tướng là người Cộng sản kiên trung, mẫu mực và cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, nhà ngoại giao xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ông Vũ Khoan quê huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, là Ủy viên Trung ương từ khóa 12 đến khóa 9. Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12. Khởi đầu sự nghiệp ở phòng phiên dịch tại Bộ Ngoại giao, sau đó ông đảm nhiệm nhiều trọng trách như Thứ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại và Phó Thủ tướng. Ông Vũ Khoan có nhiều đóng góp quan trọng trong tiến trình thúc đẩy Việt Nam mở cửa hội nhập thế giới. Hàng loạt sự kiện lớn ghi dấu ấn của ông như Việt Nam đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, gia nhập ASEAN, Hiệp định Thương mại Việt Nam-Mỹ BTA.